bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng qua, Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuyên long trọng tổ chức lễ công bố đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2011-2020. Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo sở ngành liên quan và các xã thị trấn trên địa bàn huyện tham dự sự kiện quan trọng này. Đến cuối năm 2020, tất cả 11 xã của huyện được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021 và Nghi Xuyên cũng hoàn thành toàn bộ 9 tiêu chí đạt chuẩn huyện nông thôn mới theo quy định. Đặc biệt, qua các lần kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng huyện nông thôn mới thì có đến 98,9% đồng tình, khẳng định xây dựng nông thôn mới hướng đến sự hài lòng của người dân. Từ kết quả này, huyện Nghi Xuyên đặt 5 mục tiêu quan trọng. Đến năm 2025, có ít nhất 50% số thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu và 2 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Mục tiêu giai đoạn 2021-2025, phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2024-2025. Có ít nhất 50% số thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 6. Tập trung xây dựng để hai xã Duy Nghĩa, Duy Hải được cấp có thẩm quyền công nhận đô thị loại 5 trong giai đoạn 2021-2025 và thị trấn Đông Phước đảm bảo đạt chuẩn các điều kiện quy định của đô thị văn minh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng Nghi Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới là vinh dự lớn, giữ vững các tiêu chí càng khó hơn. Chính vì vậy, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân huyện Nghi Xuyên phải xác định xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh, nông thôn mới là nền tảng, cơ cấu lại, nông nghiệp là căn bản, nhân dân là chủ thể. Đây là cơ sở để huyện Nghi Xuyên định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới ngày càng hiệu quả, đáp ứng mục tiêu yêu cầu phát triển nông thôn bền vững. Xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng to lớn, lâu dài thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát huy những thành tựu đã đạt được, cùng với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng thuận ngữ tích cực của người dân, tôi tin tưởng rằng huyện Nghi Xuyên sẽ đạt được mục tiêu cao hơn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến 2025, huyện Nghi Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu sau năm 2025. Hy vọng tương lai không xa, Nghi Xuyên sẽ trở thành thị xã và là đô thị văn minh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao bằng công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ cho nhân dân, cán bộ huyện Nghi Xuyên. Tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen cho đồng chí Phan Xuân Cảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và tặng thưởng 4 tỷ đồng để địa phương xây dựng công trình phúc lợi nông thôn mới. Dịp này, đoàn công tác của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng 1,2 tỷ đồng. Tỉnh Thanh Hóa tặng 3 tỷ đồng, đóng góp vào chương trình an sinh xã hội của huyện Nghi Xuyên. Tối qua tại quảng trường Sông Hoài, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khai mạc Festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất năm 2022. Ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương Địa phương, Bộ Công Thương, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sở ngành và đại diện lãnh đạo các tỉnh thành miền Trung Tây Nguyên tham dự sự kiện quan trọng này. Festival lần này quy tụ hơn 40 nghệ nhân và khoảng 150 doanh nghiệp chủ thể OCOP trong và ngoài tỉnh tham gia. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của năm du lịch quốc gia 2022, tái hiện sinh động các giai đoạn phát triển nghề truyền thống của tỉnh Quảng Nam nói riêng và các tỉnh thành đại diện cho từng khu vực trên cả nước nói chung. Phát biểu khai mạc Festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu ghi nhận sự quan tâm tham gia của làng nghề ở nhiều tỉnh thành như thủ đô Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, Huế, tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Thanh Hóa, Quảng Trị tham gia. Đây là dịp để các địa phương giới thiệu, quảng bá văn hóa, lịch sử,
thành tựu, tiềm năng, thế mạnh của từng vùng miền. Đồng thời, festival nghề truyền thống là dịp tìm kiếm và thúc đẩy cho các sản phẩm nghề truyền thống, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trở thành hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần phát triển kinh tế cả tỉnh và khu vực. 22 tháng 5 năm 2022, với quy mô gần 100 gian hàng, với sự tham gia của hơn 60 nghệ nhân thợ giỏi từ Quảng Nam, thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Đắk Lắk, Đồng Tháp, tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc, các sản phẩm nghề được chọn lựa để trưng bày, triển lãm tại các gian hàng, có các hoạt động biểu diễn thực cảnh ngành nghề truyền thống đặc sắc như nghề gốm, dệt thổ cẩm, dệt lụa, qua đó viết lại mỗi câu chuyện về sự hình thành, bảo tồn và phát triển nghề truyền thống một cách chân thực và sâu đậm. Ngoài ra, có các chương trình biểu diễn giao lưu văn hóa, nghệ thuật như cồng chiêng Tây Nguyên, hát đối, hò khoan, đêm Hoài Giang và các chương trình văn nghệ đặc sắc. Có buổi tọa đàm với chủ đề những giải pháp bảo tồn, phát triển nghề truyền thống, tháo gỡ khó khăn, kết nối cung cầu, tìm đầu ra cho sản phẩm nghề, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, chương trình kết nối du lịch xanh gắn với làng nghề và giới thiệu các sản phẩm du lịch mới của tỉnh Quảng Nam. Festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất Quảng Nam 2022 được kỳ vọng sẽ là nhịp cầu kết nối, là điều kiện để các đơn vị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tham gia giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường, đặc biệt còn mở ra cơ hội cho các đơn vị doanh nghiệp làm nghề truyền thống tăng cường hoạt động liên kết hợp tác, nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp phát triển bền vững làng nghề gắn với bảo tồn, phát triển văn hóa thông qua các nghề truyền thống. Đồng thời cũng để tôn vinh các nghệ nhân tỉnh Quảng Nam và một số tỉnh thành có đóng góp cho việc gìn giữ phát triển làng nghề Việt Nam. Trước đó, trong khuôn khổ Festival Làng Nghề đã diễn ra lễ ký kết hợp tác hỗ trợ phát triển làng nghề truyền thống, sản phẩm làng nghề OCOP giữa các địa phương, khai trương hệ thống phần mềm du lịch thông minh. Festival Làng Nghề kéo dài đến ngày 22 tháng 5 với quy mô 10 nhà gỗ và 78 gian nhà tre, trưng bày các sản phẩm nghề truyền thống OCOP được đặt dọc bờ sông Hoài, thành phố Hội An, đồng thời bố trí khu gian hàng trung tâm để quảng bá các sản phẩm mới của du lịch Quảng Nam và các hoạt động xúc tiến thương mại, như giới thiệu trang sản phẩm Quảng Nam với khoảng hơn 500 sản phẩm trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của các làng nghề. Sáng qua tại thành phố Tam Kỳ, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức khai mạc hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, bảng thi số 5. Tham dự lễ khai mạc có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Nam có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành. Tham dự hội thi bảng năm được tổ chức tại thành phố Tam Kỳ có chiến đội là đại diện lực lượng công an các tỉnh duyên hải miền Trung từ Khánh Hòa đến Quảng Bình. Các đội nam nữ sẽ tham gia những nội dung thi gồm duyệt đội ngũ, kỹ thuật, chiến thuật công an nhân dân, tình huống ứng dụng võ thuật công an nhân dân, bài võ tổng hợp 38 động tác, bài mai hoa quyền 52 động tác, bắn các loại súng ngắn CZ-75 với các bài bắn chậm, bắn súng ứng dụng, bắn điểm xạ 3 tư thế, bắn vận động 3 tư thế và bắn đĩa. Thời gian thi diễn ra trong 2 ngày 19 và 20 tháng 5. Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định, hội thi là dịp để cán bộ chiến sĩ công an giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo huấn luyện và tổ chức thực hiện thống nhất các quy định của điều lệnh công an nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thắt chặt tình đồng chí, đồng đội giữa cán bộ chiến sĩ công an các địa phương. Qua đó góp phần xây dựng quân phong, quân kỷ, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, rèn luyện thể chất, trình độ kỹ chiến thuật, võ thuật công an nhân dân, thuần thục những kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, vũ khí được trang bị để phục vụ công tác chiến đấu, tấn công trấn áp các loại tội phạm hiệu quả hơn. Sáng qua, đoàn công tác của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội do Thứ trưởng Lê Văn Thanh dẫn đầu đã đến làm việc với huyện Nam Trà My về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo huyện Nam Trà My báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020. Toàn huyện còn 1.918 hộ nghèo, tỷ lệ 24,3%, giảm 2.826 hộ, tương ứng tỷ lệ 46,66% so với năm 2015, hộ cận nghèo là 2 hộ.
Năm 2022, huyện có 556 hộ nghèo và 27 hộ cận nghèo tham gia đăng ký thoát nghèo bền vững, đạt 111,2% chỉ tiêu tỉnh giao. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đánh giá cao huyện Nam Trà My đã nỗ lực làm tốt công tác giảm nghèo bền vững trong thời gian qua, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục quan tâm hơn nữa các chính sách hỗ trợ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, tập trung xây dựng phát triển các mô hình kinh tế trọng điểm gắn liền với thế mạnh của địa phương để tránh người dân đầu tư dàn trải, manh mún, không đem lại hiệu quả kinh tế. Đối với các kiến nghị của huyện, đoàn công tác tiếp thu và kiến nghị với Trung ương sớm triển khai chương trình, chính sách trong thời gian tới. Chiều qua, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam tổ chức buổi lễ tuyên dương khen thưởng đội tuyển các môn thi đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022. Về tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn cùng các thầy cô giáo của hai trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Bình Khiêm và Lê Thánh Tông và đặc biệt sự hiện diện của 34 học sinh đạt giải. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chia vui biểu dương những thành tích ngành giáo dục đạt được trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định đây là minh chứng rõ ràng nhất về truyền thống thông minh, hiếu học, không ngại khó, ngại khổ, vươn lên trong học tập. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2022, tỉnh Quảng Nam đạt 34 giải, trong đó trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Kim đạt 19 giải, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Thánh Tông 15 giải. Với thành tích đạt được, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định tặng bằng khen và tiền thưởng cho học sinh đạt giải nhì, ba. Sở Giáo dục Đào tạo tặng giấy khen cho tất cả 34 học sinh đạt giải. Nhiều năm liền, Quảng Nam ở top đầu các tỉnh khu vực miền Trung Tây Nguyên về số lượng học sinh đạt giải, học sinh giỏi cấp quốc gia. Chương trình tiếp tục với các tin tức quan trọng khác. Chiều qua, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá một năm triển khai kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự hội nghị. Tại Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các ban ngành của tỉnh tham dự hội nghị. Sau khi kết luận 01 được Bộ Chính trị ban hành, công tác lãnh đạo chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được cấp ủy chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc và hệ thống, bước đầu đạt hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị. Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn về học tập chuyên đề toàn khóa, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trên cơ sở đó, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn trực thuộc Trung ương đã nhanh chóng triển khai thực hiện kết luận 01, xây dựng chương trình hành động. Nhiều cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước được các cấp phát động như phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, phong trào bác sĩ tình nguyện đi chống dịch. Qua năm đầu thực hiện kết luận 01, góp phần củng cố và ngày càng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa lớn lao của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ra mắt tập sách Vang vọng lời nước non. Bộ sách gồm 12 tập với sự tham gia biên soạn của các chuyên gia, vụ lý luận chính trị. Nội dung chọn lọc từ hàng chục ngàn trang sách của Bộ Hồ Chí Minh toàn tập đã khắc họa chân thật cuộc đời sự nghiệp cách mạng vĩ đại của người. Tối qua, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2022. Việc triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam. Nhất là đối với người đứng đầu đảng ủy đã tạo được sự đoàn kết thống nhất, sự đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên. Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên về công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác luận điệu của các thế lực thù địch, thúc đẩy việc nêu gương trong cán bộ đảng viên, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng đảng bộ cơ quan trong sạch vững mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Tại buổi sinh hoạt, cán bộ đảng viên được nghe đại diện các chi bộ thuộc đảng ủy, văn phòng tỉnh ủy, trình bày nội dung các tham luận, nói đi đôi với làm, theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tham luận, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ,
nghe báo cáo viên tỉnh ủy chia sẻ thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Sau 2 ngày diễn ra hội thi kể chuyện về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, Thành ủy Tam Kỳ vừa tổ chức tổng kết và trao giải hội thi. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2022. Hội thi kể chuyện về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được Thành ủy Tam Kỳ triển khai từ cấp cơ sở đến thành phố trong thời gian 2 tháng. Hội thi cấp thành phố với các phần thi được chuẩn bị bài bản, có hình ảnh, hát múa hoặc cảnh phụ họa, cùng lối kể chuyện cảm xúc lôi cuốn, có phần mang đến cho khán giả những xúc cảm rất riêng về vị lãnh tụ vĩ đại, muôn vàn kính yêu của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết quả ban tổ chức hội thi đã trao 11 giải cho các thí sinh xuất sắc. Theo đó, thí sinh đến từ Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam đã đoạt giải nhất của hội thi, giải nhì thuộc về Đảng bộ Phường An Mỹ và Đảng bộ Phường An Sơn. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Sáng qua tại xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh Đồi Bà Lau thuộc thôn Tỉnh Thủy, xã Tam Thanh. Đồi Bà Lau thuộc thôn Tỉnh Thủy, một làng biển của xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ. Trong các cuộc kháng chiến, khu vực này là điểm tập kết lực lượng, nơi xuất phát của các cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân trong vùng Đông Tam Kỳ, nơi tập kết hàng hóa, lương thực thực phẩm để đóng góp cho khu căn cứ của cách mạng ở phía Tây. Đồng thời, nơi đây cũng được các đồng chí lãnh đạo của tỉnh ủy Quảng Nam, thị ủy Tam Kỳ, huyện ủy Bắc Tam Kỳ đi về xây dựng cơ sở cách mạng. Cũng tại nơi này, trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hàng trăm thanh niên trong làng đã xuất phát qua đò Tỉnh Thủy, thoát ly tham gia cách mạng. Để tri ân tiền nhân, di tích lịch sử cấp tỉnh Đồi Bà Lau giờ đã được quy hoạch không gian, cảnh quan và nơi đây trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, là nơi giáo dục về truyền thống, uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ, thể hiện sự tri ân sâu sắc với những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thưa quý vị, cách đây 25 năm, khi tỉnh Quảng Nam được chia tách, thì Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam QRT cũng bắt đầu ra đời từ đó. Đặc biệt, vào ngày 19 tháng 5 năm 1997, kênh truyền hình của Đài chính thức phát sóng. Nhân sự kiện này, phóng viên thời sự đã tìm gặp nhà báo Lê Hoàng Linh, nguyên giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam giai đoạn 1997-2010, người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát thanh truyền hình của tỉnh từ những ngày đầu, để hiểu hơn những ngày tháng đó, cùng với đó là những trăn trở kỳ vọng về sự phát triển của đài sau chặng đường 1/4 thế kỷ. Vạn sự khởi đầu nan. Theo nhà báo Lê Hoàng Linh, nhắc lại những ngày đầu phát sóng kênh truyền hình QRT, không phải để kể khó, kể khổ, mà qua đó để thấy rõ hơn bản lĩnh, trí tuệ và tư chất của người Quảng Nam từ trong chiến tranh đến hòa bình xây dựng, qua thử thách gian khó lại vững vàng tiến bước. Và với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam QRT cũng vậy. Từ hai bàn tay trắng, thế nhưng anh em vẫn quyết tâm làm truyền hình và làm truyền hình cho bằng được. Đó chính là ý chí và nghị lực của một tập thể đang khao khát phải xây dựng bằng được ngành phát thanh truyền hình Quảng Nam vươn lên theo kịp các đài truyền hình trong khu vực và cả nước. Đó cũng là sự phấn đấu để vượt lên chính mình. Trong 25 năm qua, nhìn lại, thì chúng ta thấy rằng là cái yếu tố nào nó tạo nên cái sự phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam cho đến hôm nay. Thì tôi cho rằng, theo tôi, là trước hết là yếu tố về con người. Có Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam có được một cái đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên cũng như tất cả các đồng chí lãnh đạo qua từng thời kỳ đã thể hiện được cái tinh thần, cái ý chí và quyết tâm cho cái sự phát triển của ngành phát thanh truyền hình, của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cùng đồng tâm hiệp lực, cùng đồng lòng hướng về phía trước, vượt qua tất cả những khó khăn, mà kể cả những cái thời kỳ gian khó nhất của giai đoạn đầu, để mà vượt qua được những khó khăn đó, trở lực đó, để tạo nên một cái bước phát triển như ngày hôm nay. Nó tạo nên một cái bước đi liên tục, hoàn chỉnh. Nó làm cho cái ngành phát thanh truyền hình ngày càng lớn mạnh, theo kịp với cái phát triển chung của cái ngành phát thanh truyền hình của cả nước.
tạo nên một sức mạnh tập thể, một sự đoàn kết nhất trí, thì đó là cái tinh thần, cái ý chí, cái nghị lực của cán bộ, phóng viên, biên tập viên và lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Câu chuyện phát huy tinh thần đoàn kết và học để làm có ý nghĩa rất quan trọng, như là bí quyết của thành công ở những thời điểm khó khăn nhất. Tất cả bởi một lẽ đơn giản, con người là nhân tố quyết định cho sự phát triển. Theo thời gian, cùng với việc từng bước, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam được trang bị các thiết bị kỹ thuật hiện đại thay thế những thiết bị thô sơ, thì nội dung chương trình QRT cũng có những bước tiến khá xa. Những ngày đầu, anh chị em chỉ làm tin, làm phóng sự ngắn, thì nay đã sản xuất được những chương trình lớn thu hút người xem, rồi mảng sản xuất các phim tài liệu về danh nhân, đất và người xứ Quảng đã được bạn bè các đài trong khu vực đánh giá rất cao. Và một điều không thể không nói đến, đó là những người công tác ở QRT đến đâu cũng được cán bộ, nhân dân địa phương yêu thương, quý mến bởi sự khiêm nhường và lòng nhiệt huyết. Trong cái giai đoạn hiện nay, trong cái tình hình, cái thời đại công nghệ 4.0 này, nó đặt ra nhiều vấn đề rất lớn cho người làm báo trong thời kỳ thực hiện cái giai đoạn mà công nghệ hiện đại. Tức là bản thân người làm báo bây giờ là phải tự nâng cao cái trình độ nghề nghiệp của mình để theo kịp cái trình độ của xã hội, cái trình độ của thế giới, của cả nước trong cái lĩnh vực phát thanh truyền hình. Trước đây ta làm phát thanh truyền hình nó chỉ có một chiều, ta nói để cho người khác nghe, nhưng bây giờ không phải vậy. Làm phát thanh truyền hình bây giờ là phải có thông tin phản hồi, mà thậm chí phản hồi lập tức. Vậy thì cái người làm báo bây giờ, người làm phát thanh truyền hình bây giờ phải biết năng mình, phải biết có cái trình độ nghiệp vụ giỏi để nắm bắt những thông tin đó, mới có thể có được những bản tin, mới có thể có được những cái phóng sự ngắn, phóng sự nhanh, phóng sự hay mà đáp ứng được cái yêu cầu của công chúng ngay lập tức và được công chúng phản hồi lập tức. Người làm báo phải xác định một cách rõ ràng, báo chí của chúng ta là để phục vụ Đảng, Nhà nước, chế độ. Người làm báo cũng là người lính trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của Đảng. Bởi vậy phải luôn xây dựng cho mình động cơ trong sáng, cái nào có lợi cho Đảng, cho dân, cho nước thì làm. Với 1/4 thế kỷ đã đi qua, với những kết quả đã đạt được, tin tưởng QRT tiếp tục bứt phá, vươn lên, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương đất Quảng. Thưa quý vị, chương trình Thông tin ngày mới đến đây đã kết thúc. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qrt.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.